Cho đến nay thì bắt đầu quen và siêu thị cũng tương đối là đầy đủ và không còn trông trơn như cũ nữa. Nhưng dầu sao người ta vẫn hạn chế, ví dụ như là mua nước và mua giấy toilet, người ta quy định là mỗi người chỉ được 2 gói. Cái đại dịch virus Vũ Hán cho đến nay thì nó đã qua cái đỉnh cao, hoặc là người ta hy vọng là như thế. Nhưng nó vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Và cái ông Rosten là chuyên gia chính phủ Đức vẫn nói là vào thời điểm này vẫn là nhảy múa với một con hổ. Làm sao mà người ta nhảy múa với con hổ và cầm cương được nó, đừng để nó quá gần mình cũng như là nó gây ảnh hưởng tính mạng mình. Ông Rosten hồi đầu ông còn không ủng hộ cái phương án là đeo khẩu trang. Sau đấy thì ông đấy cũng đổi ý kiến dần dần. Nhưng mà cái quy định đeo khẩu trang thì hiện tại người ta chỉ bắt là cẩn thận đeo ở trong siêu thị. Nhưng mà tôi thấy cái điều đó người Berlin có vẻ thực hiện cũng không nghiêm túc đến thế. Kể cả một số nhân viên ở trong đấy họ cũng không đeo. Nếu mà vào bệnh viện, các bác sĩ, các nhân viên nói chung đều đeo cả. Nhưng mà cái khẩu trang mà để mà giống như là các bác sĩ phẫu thuật hoặc là trong phòng phẫu thuật người ta đeo thì là người ta cũng không khuyến khích. Vì cái đấy chỉ giới chuyên môn đeo, và đeo trong thời hạn ngắn thì có tác dụng, chứ còn đeo lâu thì cũng không ai chịu được. Tôi có việc riêng, gần như thường xuyên phải vào bệnh viện Charité, là một cái bệnh viện và lại lớn nhất của Berlin, thậm chí có thể là của nước Đức. Những ngày đầu phong tỏa của Berlin cũng như cho đến tận bây giờ thì tất cả những lối vào của bệnh viện người ta đều đặt người canh gác. Người nào vào trừ là nhân viên của bệnh viện thì đều phải có giấy phép. Và cái người vào thăm bệnh nhân chỉ có trường hợp rất rất đặc biệt, hoặc là bệnh nhân dưới 16 tuổi thì người nhà vào được thăm. Người nhà chứ không phải người thân, cũng không phải người quen. Và đến cách đây ít tuần thì người ta mới quy định rằng là kể cả bệnh nhân, kể cả người vào thăm đều phải đeo khẩu trang. Và vừa rồi thì người ta cũng lại nới lỏng dần. Các bệnh nhân được cùng với người nhà đi ra khỏi cổng bệnh viện. Người Đức đối diện với đại dịch virus Vũ Hán này một cách khá là chủ động, khá là bình tĩnh, và họ kìm hãm được cái sự phát triển của đại dịch này trong cái mức mà người ta vẫn còn xử lý được. Cái bệnh viện mà tôi vào chính là cái bệnh viện trung tâm cũng như là nơi công tác của cái ông chuyên gia mà nổi tiếng nhất của Đức về mặt vi trùng học là ông Rosten. Suốt từ cái ngày đại dịch cho đến hôm nay, không khí trong bệnh viện nói chung là dễ chịu và không có gì nghiêm trọng. Tuy rằng là những người đến thăm không được vào khu vực của các bệnh nhân mà chỉ đứng ở cửa gõ. Đối lập của xã hội Đức nó rất là mạnh. Khi xảy ra cái virus Vũ Hán này, gần như là lần đầu tiên chính quyền quyết định được ngay cái gói cứu trợ. Tuy rằng hôm qua tôi vừa nói chuyện với một doanh nhân người Đức, bà ấy nói là mỗi tháng cái công ty của bà ấy không phải là công ty lớn, công ty của bà cũng tổ chức những cái cuộc họp, những cái hội nghị của một số cơ quan chính trị của Berlin cũng như là của Đức. Ở đất Berlin này thì một tháng bà chi phí cho nhân sự độ khoảng 15.000 euro và công ty được nhận về là 14.000 euro. Cho nên gói cứu trợ thật là khủng khiếp, nhưng đối với các doanh nghiệp thì cái dịch virus Vũ Hán này vẫn là một cái cú đánh rất là nặng nề, và nhiều người như chúng ta đã biết không cứ ở Đức sẽ chưa chắc đã giữ được cái công ty của mình. Tôi nghĩ là cái phản đối cũng là một biểu hiện của chế độ dân chủ. Nước Đức
cũng như là các nước ở châu Âu già cỗi này, thực ra họ có truyền thống dân chủ và họ rất là nhạy cảm với những cái điều mà có thể dẫn tới hạn chế dân chủ. Cái dịch virus Vũ Hán này thì người Đức cũng cân nhắc xem là có nên gài một cái app để theo dõi những người bị virus hoặc là theo dõi nói chung không. Và dân chúng phản đối cái điều đấy. Người ta không chỉ quan tâm đến cái gọi là cao trào hay là thấp trào của virus Vũ Hán trong thời điểm này, mà người ta sợ rằng là cái đấy sẽ quen mùi, bén mùi, và chính quyền sẽ bằng cách nọ cách kia cứ theo dõi công dân của mình. Và công dân Đức người ta nhạy cảm về điều đấy và người ta phản đối. Một số nhà chính trị không nhất thiết là cực đoan, cực tả hay cực hữu, người ta bảo là trước những quyết định lớn như thế mà không có phản đối thì mới đáng ngại. Và cái số lượng biểu tình thì thực ra như đã nói là cũng không đáng ngại và không đáng sợ. Tuy rằng là một số nơi thì là do những người tham gia biểu tình không chịu giữ khoảng cách theo quy định 1,5 đến 2 mét, cho nên công an cũng phải tham gia và bắt họ giải tán. Nhưng mà quay trở lại, dù rằng là những cái cuộc biểu tình đấy nó xảy ra ở khắp nước Đức, nhưng mà nó vẫn cứ là lẻ tẻ và không có gì nghiêm trọng.